Nếu các bạn đang cần tìm một cái sản phẩm xe tải 3 tấn rưỡi, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái sản phẩm mà nó tạo ra cái sóng lớn nhất trong nửa cuối năm 2020. Đó chính là cái sản phẩm xe tải hoàn toàn mới của Nissan. Đây, Nissan đây. Nissan Power này. Nissan này. Các bạn hãy cùng đón xem video này để khám phá tại sao nó là một cái sản phẩm gây được tiếng vang lớn như vậy trong nửa cuối năm 2020. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ô tô Thiện Nhân, kênh ô tô chuyên bán hàng bằng cái tâm. Tôi bán hàng bằng cái tâm của mình, giới thiệu cho các bạn cái sản phẩm tốt nhất mà chúng tôi có. Đây là cái sản phẩm xe tải của Vinamoto, mang cái động cơ của Nissan, xe tải 3 tấn rưỡi của nhà máy Vinamoto. Cái sản phẩm này hiện tại nó đang có một mức giá vô cùng rẻ trên thị trường. Mặc dù nó là cái sản phẩm chỉ ra đời sau, sinh sau đẻ muộn và nó ra mắt được hơn 1 năm rồi, nhưng mà đến nay với cái cơ cấu nhà máy mới và cái nhà máy cũng đã điều chỉnh lại một chút về cái giá của cái sản phẩm này, thì đây hiện tại là một trong những cái sản phẩm mà nó tốt nhất trong cái phân khúc của nó, và nó có rất nhiều thứ hay. Trong video này mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Trước tiên chúng ta sẽ cùng đi xem qua một chút về một cái xe tấn 1 tấn 3 tấn rưỡi thì nó có cái gì. Thì cái sản phẩm này có một cái thùng dài 4m3. Đấy, các bạn nhìn một cái thùng dài 4m3. Nghe qua 4m3 thì các bạn sẽ thấy rằng nó không phải là thùng dài nữa mà nó là thùng ngắn. Nó ngắn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của các bạn, nhưng mà nó sẽ có thị trường riêng. Các cái vùng cao mà các bạn vận chuyển các lượng hàng hóa lớn, lượng hàng hóa trọng tải nặng thì đây là cái sản phẩm có thể đáp ứng được cái nhu cầu của các bạn. Cái sản phẩm này với cái động cơ nguyên bản của Nissan như vậy mà nó không được nâng tải nhá, tải nó vẫn giữ nguyên. Nó chưa nâng đâu, các cái hãng khác đã nâng tải lên rồi nên là nó chở được nhiều hơn, nhưng bản thân họ yếu. Thì cái sản phẩm này là cái động cơ này là không nâng tải và nó thoải mái cho các bạn đáp ứng được cái tải trọng lên tới 5 tấn. Đó. Cái phần trước này các bạn nhìn này. Với cái sản phẩm xe tải của Nissan thì cái điều đầu tiên chúng ta tự hào đó chính là cái gì? Là cái logo Nissan to tướng ở trên thân xe như này. Rất ít thương hiệu dám mang cái logo của Nissan lên cái xe của họ như vậy. Đấy, và cái sản phẩm này với nổi bật với một cái kính chắn gió, cái kính giảm tốc rất lớn đằng trên đằng trước này, các bạn nhìn thấy chưa? Đó, và thứ hai là cụm đèn chiếu sáng bằng halogen thông thường bền. Và đây chúng ta có một cái rẻ giải đèn led này. Đấy. Với cái chiếc xe tải nó có đèn led sáng loáng như này. Đó. Ở đây là khu vực bất biển, rồi tất cả mọi thứ thì nói chung là anh em mình mua xe thì không quan tâm nhiều về vấn đề này, quan tâm nó chất lượng ổn là được. Ở bên hông chúng ta có đèn xi nhan và cái logo của cái động cơ này. Đây là cái hệ thống gương này. Đây có một cái logo nữa là dán đề can thôi, hệ thống tem xe thôi. Đấy. Thì cái sản phẩm này với cái lốp, lốp đằng trước là lốp đơn, đằng sau là lốp kép này. Rõ ràng là những cái chiếc xe to này thì mình cũng không kể ra nhiều các cái vấn đề, chúng ta cũng không cần quan tâm lắm về các cái vấn đề lốp nó là lốp bao nhiêu. Đấy, bản thân nhà máy đã tính toán là cái xe này nó phù hợp với cái lốp nào, cỡ lốp nào, vành nào. Đấy, ở đây là bình xăng này. Bình này là dung tích bao nhiêu đây? Xin lỗi các bạn bán xe nhưng mà chưa, cái chân này nó nhỏ quá, mình cũng không ke lắm. Và quan trọng là sắt xi này. Các bạn nhìn cái hệ thống sắt xi. Trước đây là mình có trên nhà máy và mình làm cái hệ thống, mình quay cho các bạn xem cái hệ thống sắt xi của cái sản phẩm này rồi. Cái xe mà sắt xi không ấy, chứ không phải là cái xe mà đóng thùng lên nguyên bản như này. Đấy, thì hệ thống sắt xi to, bả, chắc lịch, dày dặn. Nói chung là so với cùng phân khúc của nó thì cái xe này nó sẽ có một cái hệ thống sắt xi, hệ thống khung gầm tốt hơn rất nhiều. Đấy, không tin thì mời các bạn có thể đến Ô tô Thiện Nhân để chúng ta có thể xem qua nha. Mời các bạn vào trong cái cabin chúng ta xem qua về cái nội thất của cái sản phẩm này. Thì cái sản phẩm này là cái sản phẩm 3 tấn rưỡi nên nó sẽ có 3 chỗ ngồi phục vụ cho các bạn 3 người ngồi. Và hệ thống cabin thì nói chung là nó không được đẹp lắm, thế nhưng mà về bản chất nó phục vụ đủ cái nhu cầu của các bạn với trợ lực lái điện, điều hòa hai chiều, kính điện, khóa điện. Đây có 3 khóa luôn. Ở đây một hộp chứa đồ cực lớn này. Đó, rồi hệ thống đây có logo Nissan luôn này. Đấy, các bạn nhìn nhé. Hệ thống số 5 số 6 số tiến, 1 số lùi này. Ghế thì đáng tiếc là chưa có ghế ra đâu, nhưng mà các bạn có thể bọc. Mình có thể bọc được. Ơi, để các bạn lái xe, bạn hãy đánh xe, tiến lên một chút, và đằng sau có xe đang họ muốn nhường đường.
Thì tranh thủ như vậy thì các bạn nhìn qua luôn cái xe nó vận chuyển trên đường, nó di chuyển trên đường nó như thế nào nhá. Thì cái xe này với cái động cơ là động cơ dung tích là 2.4, sản sinh ra lực nó sản sinh ra cái công suất là 135 mã lực. Đấy, ở cái vòng quay có 3.200 vòng quay thôi. Thì với 3.200 vòng quay và nó sản sinh được cái công suất cực đại lớn ở cái vòng tua thấp như thế, nó sẽ khiến cho các bạn cái xe này đèo lên trèo đồi này, rồi leo đồi, leo dốc rất là tuyệt vời. Thì đó là một trong những cái đặc điểm của cái sản phẩm này. Thì mình nhấn mạnh luôn là về cái mức giá quá đẹp cho một chiếc xe 3.5 triệu, chỉ hơn 400 triệu một chút thôi. Thì với những cái xe của hãng khác thì các bạn sẽ phải bỏ ra khoảng 5 triệu. Đó là điều mà các bạn có thể lưu tâm. Ok, nếu các bạn quan tâm nên nói, gọi cho mình 0987 7333 22. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Chân thành cảm ơn.